Sau một chuyến cine tour dài hạn và cuối cùng mình sẽ quay về nhà bà Hai để thăm lại nhà bà Hai. Đây, vườn hoa bất tử hôm nay nở rất đẹp. Bỏ đi cả tháng trời quay trở lại gà nắp mới nở được bà. Trời ơi, bối cảnh xưa hết kỷ niệm, dễ cho kỷ niệm luôn. Nơi này bao nhiêu con người ekip đã ăn dầm nằm về để quay nhà bà Hai. Quay trở lại nhà bà Hai, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Đây, sống chén rồi vẫn còn, nhưng mà dọn vô đây để ngoài nó bụi á, dọn vô hết này. Bức tranh của mẹ chỉ màu trắng đen, nỗi đau của mẹ ngậm ngùi những bữa cơm, chỉ có mình mẹ tụi con chẳng thể bên, nhưng khi mẹ cần. Bức tranh của mẹ chẳng có sắc thanh xuân, nếp nhăn của mẹ muộn phiền, ánh mắt rưng rưng, chỉ mong làm sao thời gian đừng trôi thật mau để con.